Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Tử Vi tuổi Tân Mùi, sinh năm 1991 tháng 2 âm lịch năm 2022 nhâm dần trong chuyên mục Tử Vi của 12 con giáp. Và lời nói đầu tiên thì thay mặt cho những người thực hiện chương trình này, Diễm Quỳnh xin mến chúc tất cả quý vị chúng ta sẽ gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và thành công hơn nữa trong cuộc sống quý vị nhé. Quý vị thân mến, giới tử vi tâm linh học nhận định rằng tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 là một trong những con vật thông minh và khôn khéo nhất trong 12 con giáp. Người tuổi Tân Mùi thì không những tài giỏi, nhanh nhẹn mà còn giàu lòng vị tha và luôn giúp đỡ những người gặp khó khăn hoạn nạn xung quanh cuộc sống của mình. Những người tuổi Tân Mùi thì rất ham học hỏi, họ có thể thu thập thông tin cho mình ở bất kỳ đâu. Vì thế mà những người này có kiến thức khá là sâu rộng, hiểu biết nhiều về những vấn đề trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Và không chỉ vậy, họ luôn là những người mang lại niềm vui và tiếng cười cho những người xung quanh. Vậy nên trong tháng 2 âm lịch này, họ chính là một trong những con giáp cực kỳ may mắn, được thần tài chiếu cố và thần Phật độ mạng, ban phát tài lộc, hóa giải mọi vận xui cho gia chủ tuổi Tân Mùi. Trong tháng 2 âm lịch này cũng mang lại cho những gia chủ cơ hội đổi đời, nếu biết nắm bắt chính xác thì chỉ sau một đêm cũng giúp cho gia chủ tuổi Tân Mùi đổi vận. Và trước khi bước vào nội dung chi tiết thì quý vị cũng đừng quên ủng hộ chương trình bằng cách nhấn nút đăng ký kênh và nhấn chuông để có thể nhận thông báo và không bỏ lỡ bất kỳ một video mới nhất nào của chúng tôi quý vị nhé. Và ngay sau đây thì xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng tìm hiểu nội dung chi tiết. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 trong tháng 2 âm lịch năm 2022. Người tuổi Tân Mùi sinh năm 1991, mệnh Lộ Bàng Thổ, là người có tâm địa hiền lương, có ý chí và trách nhiệm cao. Vẻ ngoài mềm yếu nhưng nội tâm mạnh mẽ và cứng cỏi, họ thích lập sẵn kế hoạch trước khi đưa ra bất cứ điều gì. Ước mơ của tuổi Tân Mùi là tự mình gây dựng cơ nghiệp. Nhờ vào tài năng và quyết tâm của cá nhân, họ hoàn toàn có thể biến điều này trở thành hiện thực. Tuổi Tân Mùi sinh năm 1991, đây là con người của sự chí khí cởi mở, có số lập nghiệp cơ đồ, hưởng vinh hoa phú quý. Tuy nhiên, để được đắc lộc thì Tân Mùi thường phải trải qua sự khổ trước, sướng sau. Vậy nên đây chính là một trong những tuổi dễ gặp nhiều tai ương, vất vả, lên voi xuống chó trong những giai đoạn đầu đời. Tử vi của tuổi Tân Mùi rất nhiều khởi sắc đáng mừng trong tháng này, không chỉ công việc suôn sẻ mà đời sống tình cảm gia đình cũng rất hạnh phúc. Cát khí hỗ trợ mạnh đường công danh, gia chủ sẽ có những cơ hội nhất định trong sự nghiệp, có thể được quý nhân phù trợ mà dễ dàng thành công, thăng tiến. Có điều cần nhớ, thành hay bại vẫn phải dựa vào bản thân là chủ yếu. Các bạn còn độc thân cũng đang được đào hoa chiếu mệnh, có thể gặp được đối tượng phù hợp về mọi mặt. Chỉ cần bạn đầu tư công sức nhiều hơn là sẽ có một cái kết viên mãn. Một điều cần nhắc nhở người tuổi Tân Mùi là nên chú ý thói quen chi tiêu trong cuộc sống hàng ngày. Bạn cần cân bằng thu chi, mua sắm hợp lý và tránh đầu tư một cách mù quáng. Những thói quen xấu về tiền bạc bạn cần phải thay đổi càng sớm càng tốt, kẻo thất thu rất nhanh. Xét về thiên can, Tân âm kim gặp quý âm thủy nên gọi là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Tân Mùi nếu có cơ hội nên chủ động chấp nhận thử thách để có kết quả tốt hơn. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Theo tử vi tháng 2 âm lịch, sự nghiệp của gia chủ Tân Mùi nhìn chung có hung có cát, bản mệnh dễ gặp được quý nhân, nhờ thế mà mọi sự liên quan đến công việc đều khá thuận lợi, suôn sẻ. Bạn sẽ có những bước đột phá nhất định và có được những cơ hội tốt trong sự nghiệp. Điều này sẽ có lợi cho hợp tác dự án, lập kế hoạch tiếp thị, hợp tác kinh doanh và cải thiện hiệu suất. Được nhiều các tinh chủ về công danh hỗ trợ, tuổi Tân Mùi có nhiều cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp hoặc khởi nghiệp thành công. Nhưng bạn cũng cần tỉnh táo để nhận ra đâu là cơ hội phù hợp với mình, chứ không phải ôm đồm tất cả để rồi cuối cùng không làm được việc nào đến nơi đến chốn. Ngoài ra, bản mệnh cũng cần hăng hái và tích cực hơn, tinh thần phấn đấu hời hợt sẽ khiến bạn dễ dàng để cơ hội trôi qua mất. Năm nhâm dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Tân Mùi để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy.
Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Xem tử vi cho thấy, mặc dù tài lộc của gia chủ có xu hướng tăng, nhưng không quá nhiều, ít cơ hội mang tính đột phá mạnh mẽ. Nhìn chung, năm vượng vận quý nhân, bạn được nhiều người giúp đỡ, gặt hái không ít thành quả, thu về lợi nhuận tương xứng. Bạn có thể nhận được một số cơ hội trong các dự án bất động sản, nhưng cũng cần phải tự mình tính toán và nỗ lực, hoặc có thể sử dụng mối quan hệ anh em, bạn bè để đạt được lợi ích. Sau khi đã đạt được thành quả khả quan, đừng quên phân chia lợi ích sao cho thỏa đáng để vừa lòng tất cả mọi người, còn có lần sau hợp tác. Đại hao hung tinh nhập mệnh, con giáp này dường như đang kiếm tiền quá dễ dàng nên không mấy trân trọng công sức của mình. Bạn dễ dàng thỏa mãn bản thân bằng việc mua sắm những thứ mình thích và không quan tâm đến giá cả, càng chẳng cần biết mình có thực sự cần đến nó hay không. Trong tháng cũng có nhiều chuyện phát sinh khiến cho bản mệnh bắt buộc phải chi tiền. Tuổi Tân Mùi nếu không biết cân đo đong đếm, tiết kiệm, đề phòng khi cấp bách thì tiền vào túi rồi lại ra đi, có kiếm được nhiều hơn nữa cũng dễ dàng cháy túi. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý gia chủ để vật phẩm có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe, con giáp này sẽ không phải gặp những nguy hiểm và tổn thương lớn về mặt sức khỏe trong năm 2022. Một số tình trạng khó chịu mãn tính có thể thuyên giảm nhờ điều chỉnh thói quen sinh hoạt hoặc được điều trị dứt điểm nhờ hợp thầy, hợp thuốc. Các quý gia chủ tuổi Tân Mùi hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Tân Mùi. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Gia chủ có vận đào hoa khá rực rỡ trong tháng đầu năm Nhâm Dần. Người độc thân dễ có cơ hội kết duyên với người khác phái trong những dịp tụ tập. Ban đầu chỉ là những tương tác rất nhẹ nhàng, nhưng dần ra cả hai nhận ra mình có rất nhiều tài chung để có thể trò chuyện với đối phương. Thiện cảm tăng dần lên, cơ hội thành đôi cũng lớn hơn. Đặc biệt, người sẽ dễ gặp được người điềm đạm, suy nghĩ thực tế, luôn biết quan tâm đến người khác. Sự bao dung và tài trí hơn người của đối phương khiến cho bạn có ấn tượng rất tốt. Nhưng nam mệnh sẽ phải cố gắng thể hiện và chủ động tạo ra cơ hội cho chính mình thì mới mong có được bước đột phá trong mối quan hệ. Tình cảm của các cặp đôi khá bình ổn, đôi lứa vợ chồng khăng khít bên nhau, cùng chia ngọt sẻ bùi. Tuy vẫn có những lúc tranh cãi, nhưng cả hai đều biết cách điều hòa mâu thuẫn, không để bất đồng trở nên gay gắt, hủy hoại tình cảm. Tổng quan tháng 2 âm lịch năm 2022, tháng Quý Mão, năm Nhâm Dần. Tháng 2 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 2 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 2 năm 2022, tức ngày 3 tháng 3 năm 2022 đến 31 tháng 3 năm 2022 dương lịch. Tháng 2 Quý Mão có nạp âm là Kim Bạc Kim, tháng Mão lục hợp Tuất, tam hợp Mùi và hợi thành Mộc Cục, xung Dậu, hình Tý, hại Thìn, phá Ngọ và tuyệt Thân. Đối với người tuổi Tân Mùi trong tháng 2 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 11 tháng 2 năm 2022, tức ngày 13 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Sửu, có nạp âm là Hải Trung Kim. Ngày âm lịch, ngày 23 tháng 2 năm 2022, tức ngày 25 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Sửu, có nạp âm là Giản Hạ Thủy. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Tân Mùi. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Tân Mùi trong tháng 2 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 4 tháng 2 năm 2022, tức ngày 6 tháng 3 năm 2022 dương lịch. Có nạp giáp là Mậu Ngọ,
có nạp âm là thiên thượng hỏa. Ngày âm lịch ngày 16 tháng 2 năm 2022, tức ngày 18 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là canh ngọ, có nạp âm là lộ bàng thổ. Ngày âm lịch ngày 28 tháng 2 năm 2022, tức ngày 30 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là nhâm ngọ, có nạp âm là dương liễu mộc. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, rõ ràng trong cuộc sống thì ai cũng luôn mong muốn mình sẽ gặp được nhiều may mắn và thành công, bởi vì mỗi năm thì vận hạn của mỗi con người sẽ khác nhau, và chính vì thế mà chúng ta luôn phải vững tin vào cuộc sống đầy chông gai này. Và qua phần luận giải của phong thủy gia cát thì quý vị đã phần nào nắm được vận hạn của mình trong tháng 2 âm lịch, và từ đó thì chúng ta sẽ có những bước đi vững chắc hơn trong tương lai sắp đến. Diễm Quỳnh rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Còn bây giờ xin mến chào và hẹn gặp lại.